Chính vì vậy mà Đức Phật chọn cái cõi người để Ngài ra đời. Mục đích là gì? Ngài thuyết pháp độ chúng sanh. Vì cái cõi người á là mình nghe, mình hiểu và mình cảm nhận liền. Thí dụ Đức Phật chỉ nói một câu là Sabbe Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường, là cõi người mình hiểu liền. Nhưng mà trên các cái tầng sắc giới, vô giới sống lâu quá không thấy vô thường. Và trên đó thì họ là cái sắc pháp của họ không phải như mình. Đặc biệt là họ không có già, không có bệnh. Họ chỉ có sanh tử thôi. Mình sanh lão bệnh tử, mình thêm có cái già cái bệnh nữa. Mà nó ngay trước mắt á, để cho mình dễ tu. Mà nhiều người cũng không thèm tu. Trong kinh Đức Phật Ngài có ví dụ ở trên thế gian này có bốn cái hạng ngựa kéo xe, được ví như bốn hạng người trên cuộc đời này. Cái hạng ngựa thứ nhất á, khi thấy cái bóng cây của cái người đánh xe đó giơ lên thôi, thấy cái bóng thôi là con ngựa nó sao? Nó kéo xe đi rồi. Thì Đức Phật Ngài nói cũng vậy, trên thế gian này có những hạng người khi vào chùa nghe được câu kinh thôi, thí dụ như nghe câu là chư hành là vô thường, các pháp là vô thường, pháp vô ngã, vật vô thường, khổ đau đắp đổi vấn vương cuộc đời, ngộ thì thoát khỏi buồn vui, mê thì vướng bận chơi vơi lụy sầu. Chỉ cần nghe câu đó thôi là họ về họ ngán ngẩm lắm. Một kiếp nhân sinh giữa cõi đời, sanh lão bệnh tử lắm sầu bi, quyền cao phú quý như gió thoảng, hạnh phúc niềm đau cũng lắm khi, hôm nay còn đó ngày mai mất, thì thân xác kia có nghĩa gì? Vô thường không hẹn chờ ai trước, khi dứt nghiệp trần phải ra đi. Ngẫm trong muôn sự ở đời, đó, già nó quên rồi, bị hậu Covid. Ngẫm trong muôn sự ở đời, trăm năm rồi cũng xa rời thế gian, sắc kia dù đẹp cũng tàn, giàu sang rồi cũng như làn khói sương, duyên tình sợ nhớ sợ thương, sướng vui rồi cũng đoạn trường chia ly. Âu sầu than khóc mà chi, được rồi lại mất, có gì vẫn dương, an nhiên một kiếp vô thường, thảnh thơi ta sống con đường vô ưu. Ý chúng tôi nói trong kinh dạy rằng là trên thế gian này có những hạng người chỉ cần nghe một cái câu kinh thôi, thấy được cái sự tạm bợ, vô thường, không bền vững của cái kiếp nhân sinh này, rồi họ là họ tu, họ lo họ làm lành lánh dữ liền. Cái gì lành thì họ làm, thiện thì họ làm, dữ thì họ không làm, ác thì họ không tạo. Cái tâm từ bi hỷ xả, chứ cái tâm sân si bon chen giành giật thì họ không có. Tức là họ làm lành lánh dữ, rồi họ lại giữ tâm cho trong sạch, cuộc đời của họ nó nhẹ như là làn khói, nhưng mà nặng nề như mình. Quý vị biết nước á, nó có hai thể, một cái dạng thể lỏng và một cái dạng thể hơi. Thí dụ như H2O cũng là nước, mà cái ca nước của mình cũng là nước. Mà chúng tôi muốn quý vị làm sao tu tập, làm sao
thấy nó nhẹ như là hơi nước H2O vậy. Vì hơi nước H2O á là nó cái gì, nó có cái trạng thái là bốc hơi lên, cũng là nước bốc hơi lên thành mây, cũng cái dạng nước mà một cái thùng nước mình đổ ra thì sao, nó tìm cái chỗ thấp nó chảy xuống. Cái gì nhìn trời mưa nè, nếu mà nó là cái dạng thể lỏng là nó tìm cái chỗ nào, chỗ thấp nó chảy xuống. Còn nếu nó dạng thể khí H2O thì nó bốc. Thì con người chúng ta cũng vậy. Hiểu được bản chất thật của cuộc đời là giả tạm, là vô thường, thì sao? Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần, có thể xa. Duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Sáng ra môi nở nụ cười, tiễn đưa phiền muộn, đón mời an nhiên. Bây giờ mới vỗ tay, vỗ sớm quá. Hay quá cho nên vỗ tay sớm luôn. Trong cuộc sống chúng ta thấy không gì là chắc chắn. Đời vô thường, có gì mãi của ta đâu. Cho nên cái hạng ngựa thứ nhất mà Đức Phật này ví dụ là gì? Khi thấy cái bóng cây á nha, bóng cây của cái người đánh xe đó, cái bóng thôi, là con ngựa đó nó làm sao? Nó kéo xe chạy rồi. Thì Đức Phật này nói trên thế gian này cũng có những người, cái lợi căn họ lớn lắm, họ có trí tuệ, họ có huệ, huệ căn, họ chỉ cần nghe một câu đời là vô thường là họ lo tu rồi, làm lành lánh dữ, giữ tâm cho nó thanh tịnh rồi. Rồi Đức Phật ngài dạy tiếp, có cái loài ngựa thứ hai, thấy cái bóng cây của cái người đánh xe đó đưa lên không chạy, đợi người đánh cây, người đánh xe lấy cái cây á quất vô trong mông một hai roi á, rồi mới giật mình mới chạy. Thì ý Đức Phật á, ngài ví dụ á, là cũng những con người trên cuộc đời này đến chùa văn kinh thính pháp, nghe nhiều khi cái chục bài á, đừng nói một câu, nghe cả ngàn câu á. Ví dụ đạo tràng chúng ta ở đây tu bao lâu rồi, từ khóa tu bữa nay là bao lâu, năm năm, 10 năm chưa, ai nhớ không? Chắc cũng đều là hậu Covid hết trơn rồi. Có nhiễm bệnh chưa? Không nhiễm bệnh thì cũng chích ngừa, mà có chích ngừa là nó có quên à. Thế giờ mình cho đại nó 10 năm đi. Thấy không? Bây giờ cái độ chính xác của mình bây giờ nó không có chắc nữa. Đầu óc mình bây giờ nó lơ lơ lửng lửng hết trơn rồi. 10 năm đi. Mà một năm là 12 tháng. Phải không nè? Mà một tháng cho nó có khóa tu ngàn lạc thôi. 12 nhân cho 10 là nhiêu? 120 lần tu rồi, nghe pháp mà cũng đâu có nhớ cái gì. Nghe rồi rồi, chuyện đâu còn có đó. Cho dù có nghe đến cái kinh Phật thiết đi nữa rồi, đến chùa học được chữ tu là về nhà bận rộn lu bu quên liền đó. Cho dù các sư các thầy có dạy rằng là trời ơi con ơi, cuộc đời này là bể khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ nên nhổ răng là phải đau con ơi. Cũng mặc kệ nè, không sao, về nhà tỉnh bờ. Thì Đức Phật này nó giống như là những người trên cuộc đời này nghe kinh rồi về nhà tỉnh bờ. Nhưng mà bất chợt ở đầu xóm á, đầu ngõ, trên con đường vô nhà mình á, có cái ông đó ngày hôm qua ông mới gặp mình tức thì, ông còn cười cười chào chào nói nữa. Hôm nay thấy nhà đồ đến chuẩn bị lo mai táng rồi, hỏi sao vậy, đêm qua ông đột tử mất, có giật mình. Trời ơi, thấy ông khỏe lắm mà ta,
qua ông gặp mình về đầu ngõ, ông còn hỏi mình khỏe không nữa, mình còn chào mình cảm ơn ông nữa, mà hôm nay là ông quy tiên rồi, giật mình bắt đầu lo tu. Đó là hạng người thứ hai, giống như hạng ngựa thứ hai đợi quất vô trong mông một roi hai roi rồi mới chạy. Đức Phật ngài dạy tiếp, cũng giống như là hạng ngựa thứ ba, có cái con ngựa thứ ba là đánh cho cô không chạy, đợi cái người này á giận lên đánh cho mạnh, đánh mà nổi lần nổi u á, bắt đầu mới lo kéo xe chạy. Thì Phật ví cũng giống như trên thế gian này có những người đến chùa nghe kinh thánh pháp, biết đời là vô thường, kệ, mắc mớ người tới mình, về nhà cái ông hàng xóm ổng có chết thêm ông hay ông nữa cũng kệ, ổng chết chứ bộ mình chết đâu, cũng bình thường. Bất chợt ở trong dòng họ mình, người thân của mình á, cha mẹ mình, cô dì chú bác, cậu mợ gì của mình mới sống đó, khỏe mạnh đó, cái đùng cái ra đi, bắt đầu mới thấy được cái sự vô thường mới lo tù. Đó là hạng người thứ ba. Đức Phật ngài dạy có hạng ngựa thứ tư là cho dù có đánh mạnh cỡ nào cũng không chạy, vì ngoài da mà chạy cái gì. Đợi người này lấy cái cây đinh nhọn nhọn á, ở ngoài nó kêu là cây đót á, đâm vô trong thịt á, lúng vô thịt rồi đụng tới xương đau quá rồi con ngựa nó mới kéo xe chạy. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài nói rằng là trên thế gian có những người đến chùa nghe rồi cũng quên mất. Rồi về nhà ông hàng xóm có chết thì ổng chết chứ không phải mình chết. Rồi trong nhà mình có người thân ra đi thì cái chuyện đó cũng bình thường, tại vì thấy ông nội ông ngoại mình cũng chết rồi, giờ tới phiên ba mình, cô dì chú bác cũng chết, cũng bình thường. Nhưng bất chợt một hôm nào đó nghe, bắt đầu mình ngủ dậy mình thấy sao mà cơ thể của mình bắt đầu nó hơi yếu rồi. Bắt đầu soi gương thấy nó tóc bạc, da nhăn, má cớp, gối mỏi, chân mòn, cảm được cái sự già nua đến với mình á. Lúc đó bắt đầu họ mới lo làm lành đánh dữ, họ mới lo tù. Đây là cái hạng người cuối cùng. Vì thời Đức Phật đa phần chúng sanh trong Ấn Độ á, thì họ theo cái tín ngưỡng của Bà La Môn. Mà tín ngưỡng của Bà La Môn thì họ có một cái quy trình. Hồi nhỏ ở nhà với cha mẹ học hành, lớn lên thì lập gia đình tạo sự nghiệp. Đến một cái tuổi nào đó mà chúng ta tạm gọi là cái tuổi nghỉ hưu á, bây giờ chắc chúng ta cũng lấy từ cái phong tục Ấn Độ từ ngày xưa đó, là khoảng 60, 60 mấy đó, là bắt đầu chúng ta rút về bên trong, lo mà tu, giao hết cho con cái. Cho dù là sự nghiệp có vinh quang, có lớn cỡ nào đi nữa, thì người ta cũng giao hết cho con cái, để người ta bỏ đó, người ta bắt đầu đi lo cho bản thân người ta. Đó là cái hạng người thứ tư là cuối cùng. Tức là khi già rồi bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện lo tu. Cho nên mới có một câu là cái gì mà già rồi ăn mày Phật đó, trẻ thì sao đã quên rồi. Tức là ý nói người già thì bắt đầu mới vào chùa tu. Chúng tôi nhìn chúng đây, chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người lớn tuổi, trên 60 rồi. Nhưng mà chúng tôi suy nghĩ, nếu như Đức Phật còn sống đến ngày hôm nay, chắc ngài không có giảng chỉ có 4 hạng ngựa không thôi, mà ngài sẽ giảng thêm một hạng ngựa nữa. Giống như là ngài nói thêm có một hạng người nữa là đã già rồi mà còn chưa chịu tu. Nó có nghe. Bây giờ thời nay thấy già rồi cũng tỉnh bơ rồi. Chứ người ta là maximum ngày xưa là đến khi cái tuổi mà về hưu là người ta giao hết cho con cái là lo tu. Thì kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là Đức Phật ngài dạy trong tam giới nhân thiên khổ lắm, mà cho dù là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều khổ. Vì sanh già đau chết thường xảy ra. Cái cõi nào nó cũng có cái sự sanh và tử hết. Kể cả chư thiên phạm thiên cũng phải có sanh rồi có tử. Còn cõi người mình thì thêm cái già cái bệnh nữa. 4 cái hiện tượng này là nếu như mình nhìn, mình quán, mình xét là mình thấy. Mà Đức Phật ngày xưa ngài cũng đi dạo 4 cửa thành, cũng thấy được những cái hiện tượng này, ngài mới xuất gia. Mình bây giờ con Phật mình thấy thì thấy chứ cũng không có xuất gia. Xuất gia đây không phải là vào chùa cạo đầu thành sư thành thầy mà xuất gia. Xuất gia đây có nghĩa là mình lo tu á. Xuất thế tục gia là một hình thức như các thầy các sư
Nhưng mà phải lo sức cái phiền não gia nữa. Rồi phải lo sức cái tam thế gia, tức là làm sao thoát ra khỏi cái nhà tam giới này. Tam giới là quả trạch mà. Thấy không nè? Mình đang ở trong cái nhà đang cháy. Mà quý vị biết rồi, cái nhà đang cháy thì cho dù mình ở nhà dưới, mình cũng chết. Mình chạy lên nhà trên, rồi nó cháy lên tới đó mình cũng chết. Thậm chí mình chui vào lu nước, mình tưởng đâu là nó mát như vậy, chút xíu nó cháy hết cái nhà, cái lu nước sôi lên, mình cũng chết. Mà chết cái này thành chết luộc luôn. Đương đâu cũng chết. Nhưng mà đạo Phật không phải là bi quan. Không phải chỉ nói khổ không rồi bỏ đó, mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta tiếp một cái con bước thứ hai là gì? Là con đường hay là phương pháp để mà diệt khổ. Thì hôm nay chúng tôi muốn trình bày cái thứ hai. Chứ giờ cái vấn đề thứ nhất là mình biết hết rồi. Không nè, ai ở đây cũng nói được là đời là bể khổ, phải không? Học luôn cái câu đi, đời là bể khổ nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ nên nhổ răng là phải đau. Trước sau gì nó cũng khổ hết á. Trẻ thì khổ theo trẻ, mà già thì khổ theo già, đúng không nè? Nghèo thì khổ theo nghèo, mà giàu thì khổ theo giàu. Xấu thì khổ theo xấu, mà đẹp thì khổ theo đẹp đó nghe. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta là đời thì dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nói nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Vỗ tay một cái cho nó có không khí. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay là chúng tôi muốn là đưa lên cái chuyển hóa, cái cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau đó. Hôm nay quý vị tập trung nghe cái này. Còn mấy kia mình nghe nhiều lắm rồi, không cần nghe nữa. Chứ gặp mấy cái người Phật tử trong đây là than cho mình nghe mà cũng thấy khổ rồi. Chúng tôi hay nói vui rằng là đến chùa học được chữ tu, về nhà bận rộn lu bu quên liền, đến chùa là để tâm yên. Vừa ra khỏi cổng thì ưu phiền phủ vây. Đến chùa là cốt để tâm an, gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Đó, nghe họ than là thấy cũng đã khổ minh mông rồi. Sẵn đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị, cái sự khổ nó có ba chứ không phải nó có một. Nếu nói một thì mình chỉ hiểu theo hình thức thôi, hiểu theo vật lý thôi. Còn theo tâm lý nội dung nó có ba lận. Thứ nhất là khổ khổ là muốn nói những người kém phước, đã nghèo rồi bệnh rồi đủ thứ trắc rối hết, nó gặp nhận toàn là những chuyện không may không, nghiệp nặng đó là khổ khổ. Nhưng mà nó có cái khổ thứ hai là gì biết không? Hoại khổ. Là nói, ý nói đến những người có phước, giàu có, đẹp đẽ. Nhưng mà rồi cái sự giàu có, đẹp đẽ, những cái sự thuận lợi nó vô thường. Những cái người mà gặp nhiều cái thuận lợi, nhiều cái may mắn á, hôm nay không còn gặp những cái thuận lợi may mắn nữa. Những cái người đẹp cái tự nhiên hôm nay xấu, già. Những người đang giàu cái tự nhiên phá sản. Thì nó xuất hiện cái gì? Cái khổ. Thì cái này gọi là gì? Hoại khổ. Là hoại đi cái gì? Niềm vui. Hoại đi cái phước báo. Hoại đi cái sự thuận lợi, cái may mắn. Nó xuất hiện cái khổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi đây, thượng tọa trụ trì bắt cho mình một số cái quạt máy, ngồi mát quá, hạnh phúc quá. Nhưng mà đụng cái nó cúp điện đi, trời ơi, nóng nực xuất hiện. Thì lúc đó cái cảm giác khổ nó xuất hiện. Cái khổ này gọi là gì nè? Hoại. Hoại khổ. Hiểu không? Hoại đi cái niềm vui, hoại đi cái điều kiện tốt cho mình, nó xuất hiện cái khổ. Cho nên người ta nói là trước sau gì cũng khổ. Đó, người khổ trước thì người khổ sau thôi. Giống mà thấy người chết thì biết mình cũng chết đi. Thấy người đau mình khỏe được sao? Xe tan vừa khuất qua mau, đưa người hôm trước thì hôm sau đưa mình. Thân ai cũng án tử hình hết. Khác nhau chút đỉnh, thời gian ngắn dài. Mà giữa cái người khổ khổ và cái người hoại khổ, theo quý vị, ai khổ hơn ai?
khổ khổ hả? Chưa chắc. Bởi vì họ làm lũ họ cực khổ quen rồi, dòng cái thứ nhà giàu sung sướng cho quen đi, mốt cái khổ ra dằn nắng cái chịu không nổi, nó khổ dữ nữa. Cho nên mới có một câu là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau đó. Thấy không nè, trước đây mình cứ tự hào về cái sắc đẹp của mình đi. Đi đến đâu ai cũng khen mình đẹp hết. Nhưng hôm nay thời gian nó bào mòn đi, nó tàn phai cái nhan sắc mình đi. Mà từ đâu gặp tới sao lúc này sư xấu dữ vậy, cái là buồn đó. Giống như bài thơ soi gương vậy đó. Soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, vậy cả hồn sưng mắt dịu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Quý vị biết mấy người đẹp á, họ soi gương dễ lắm. Sáng soi, trưa soi, chiều soi, thậm chí tối cũng soi. Sáng đi ra ngoài soi không nói chi, tối lên giường ngủ cũng soi một cái mới đi ngủ. Không biết đẹp với ai trong giấc ngủ nữa mà cũng soi một cái đi. Sợ gặp chàng hoàng tử trong giấc mộng hay sao, cho soi coi mình có đẹp không, đi ngủ cho nó yên, để lỡ trong mơ gặp ổng cái trời xấu rồi chết à. Rồi soi riết quý vị biết không, cái gương nhỏ không nói chi, rồi mua luôn cái gương lớn để soi cho đã. Sắm cái gương to đùng vậy đó, rồi soi lần trước nói soi luôn sao, xoay xoay tới xoay lui, soi trước soi sau rồi cho nó an toàn rồi mới đi ra ngoài. Ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên, dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu nghe, vô thường đâu dị nể hồng nhan, soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an. Thôi ơi, cái này khổ dữ à. Đó là đạo Phật đó, nêu ra cái vô thường đó, sanh lão bệnh tử đó. Nhưng đạo Phật nói tiếp, không phải đến đó cho mình bế tắc, cho mình khổ đau đâu. Phật dạy tiếp là gì? Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt, từ ấy thanh bình giữa sắc không. Thì hôm nay là chúng tôi muốn cho quý vị cái câu sau á, hiểu không? Cái câu sau là nó chuyển quá. Cái nỗi khổ niềm đau khi mình vừa giàu mà mình bị tiêu tan tài sản, mình đẹp cái mất đi sắc đẹp, mình có quyến thuộc đông, tự nhiên hôm nay mình mất tiêu hết trơn, vô thường rút đi hết trơn, sau cơn dịch nó đi mất trơn luôn, rồi giờ cái trường mồ côi ra đời rồi, những cái đứa bé giờ đã mồ côi cha mẹ luôn, cô dì chú bác gì rủ nhau đi hết cái mùa dịch rồi, giờ còn mình đó. Một ngày đó cái nè, mình có những cái là thứ nhất là tài sản nè, thứ hai là sức khỏe sắc tướng nè, sức khỏe nè, thứ hai là sắc đẹp, thứ ba là sắc đẹp, thứ tư là quyến thuộc, tự nhiên mất tiêu hết trơn luôn, suy sụp, xuất hiện cái khổ. Thì cái câu cuối cùng là rồi một hôm bỗng vâng lời sư dạy đó, quán chiếu vô minh tận đáy lòng đó, lúc đó mới quan trọng. Quan trọng là quý vị có quán chiếu hay không, gương tâm hiển lộ. Lúc đó mình không có soi cái gương mà ở nhà nữa, cái gương bự gương nhỏ ở nhà mình sắm 2-3 cái mình để đó, bỏ không soi nó nữa, mà soi cái gì? Gương tâm hiển lộ xuân bất diệt. Lúc đó chúng ta có một cái mùi xuân, mặc dù là cái thân này nó tàn rồi, nó già rồi, nhưng mà chúng ta có một cái tâm nó tâm sáng như mùi xuân. Sáng sao tức là cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Vỗ tay đi. Hôm nay quý giao cho quý vị một cái nhiệm vụ là ngồi vỗ tay thôi, mà không xong nữa thì thôi. Còn có nhiệm vụ ngồi nghe là vỗ tay thôi, mà phải vỗ tay đúng lúc là nghe. Đúng lúc là sao? Tức là đợi người ta xuống xề là vỗ. Ta đang đọc mà vỗ nó trớt vuốt à. Quý vị biết nghe cải lương không? Thì khi nào mà nghệ sĩ, ca sĩ người ta xuống cái câu xề đó là mình mới bắt đầu vỗ tay. Chứ người ta đang lên giọng ca cái vỗ rần 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 vô cái là mất hứng à.
Nãy làm mấy cái rồi đó, chưa hết cái vỗ tay cái nó mất hứng đi. Ở đây ai nghe cải lương rồi biết phải không? Là khi người ta xuống 6 câu á, xuống từng câu vậy đó mà vỗ tay. Thí dụ thử nghe. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa đã điểm tiếng công phu. Tín nữ ơi, nguyên nhân gì nàng muốn đi tu? Vui kinh kể mà quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạng phong trần đó. Người đã giác ngộ hay giận dướng nợ trần, người đi tu vì chán mùi chung đình, hay vì cảm thấy cuộc đời là hố thẳm nghìn sâu, hay vì một chút giận hờn ghen tức khổ đau mà tín nữ định mượn cửa thiền môn để chôn lấp mạch sầu đau và phôi pha nỗi niềm đau khổ đó. Vỗ tay mà đúng lúc á, nó phát huy tác dụng dữ lắm. Giảng sư người ta Pháp nó lên, ta giảng mới hay. Còn mà vỗ tay không đúng lúc á, Pháp nó tuột, sân si nó lên. Lúc đó từ bi nó không lên nữa, bắt đầu nổi giận nó lên à. Trời ơi, ta đang đọc thơ vỗ tay ngàn hồng vậy rồi, chưa hết là vỗ tay. Trở lại cái đề tài hôm nay, chúng tôi là muốn cho quý vị biết được cái phương pháp chuyển qua nỗi khổ niềm đau. Có bao giờ bạn thấy chơi vơi với cuộc đời? Xin lỗi. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa? Loay hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ, lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi. Chớ tìm kiếm xa xôi, lắng tâm bạn sẽ thấy. Vỗ tay được rồi. Cô này cô sợ, cô sợ nó không đúng lúc nữa. Ta xuống rào đi. Cái mọi lần mà chúng tôi muốn giữ tay, tôi đẩy cái tay xuống vậy ha. À, xuống vậy cái là vỗ tay. Cái nội dung vừa nghe thì nó có một câu là, tức là suốt cuộc đời mình cứ đi tìm vào những cái thú vui, những cái niềm vui mà mình cho rằng nó sẽ giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau. Thì thưa với quý vị, cuối cùng mà chúng ta khổ vẫn hoàn khổ. Mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, lây hoay tìm giải pháp đó. Lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi mà càng tìm càng chán nản. Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng cay đó. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đờm. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo danh lợi suy tôn bạc tình. Rốt cuộc xét lại lòng mình, tìm hoài không thấy an bình nỗi tâm. Chừng nào dứt hết mê lầm lợi danh, tỉnh giấc thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ, tâm liền an nhiên. Gió đời thổi vẫn bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình.
Tức là ý của chúng tôi muốn nói là dù trời mưa nắng thất thường nhưng hoa vẫn nở cho vườn thêm tươi. Cái chuyện mưa nắng là chuyện của trời, còn cái bông hoa thì mình cứ cố gắng làm sao cho nó nở. Nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, ráng giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Nếu cái tâm mình không bình thản thì mọi chuyện nó khó qua lắm. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, vấn đề nó phức tạp cho mình đơn giản đi. Học cái hạnh từ Đức Phật. Đức Phật là ngày đi từ cái phức tạp dữ lắm mà đến cái đơn giản. Cái gì cứ thử xét đi, Đức Phật ngày xuất thân từ đâu nè? Từ hoàng cung, một vị vua. Những bước đi của ngài là tiền hô hậu ủng, dù lọng che, quân sĩ đàn đàn, lớp lớp. Nhưng mà rồi sao? Rồi sao quý vị? Ngày vào rừng ở đi có ai che không? Không có che, không có ngai vàng, không có điện ngọc, cũng không có ai gót, không có. Trai là nên nhờ chút con lấy cái máy này con gắn vô thầy cái máy sạc pin kìa. Hết pin luôn. Có cái dây sạc rồi, rút ra. Cắm vô trong máy cho thầy ăn. Đó là ngày đơn giản. Rồi quý vị biết không? Đánh bạc cũng được. Ngài xuất thân trong cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ là gì biết không? Là Ấn Độ giáo. Là Ấn Độ giáo. Mà Ấn Độ giáo là một cái tôn giáo đa thần giáo. Tức là cái gì cũng thờ. Thờ từ trên xuống dưới. Thờ từ cái thần Phạm Thiên là ta tối cao nhất, cho đến cây cỏ, rồi trâu bò heo, rồi khỉ gì cũng thần hết trơn. Thờ dữ lắm, phức tạp, lễ nghi dữ lắm, cúng tế bái rồi thôi khỏi nói. Nhưng mà rồi sao? Cầm giờ bấm nút cái bên. Rồi sao? Ngài bỏ hết chứ tam y bình bát vào rừng ở cội cây cho nó phải. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp thì cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy, tại lòng người sống vậy mới đau thương. Do cái lòng con người mình thôi, chứ mưa nắng, nắng mưa đời vẫn y chang vậy. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy. Cuộc đời này cái vạn sự nó cứ trôi chảy thôi. Kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường, hiểu câu này không? Vô u là gì? Vô u là không u, không phiền, không buồn. Thấy không nè? Hoa vô u đó, nó vẫn đẹp, nó vẫn nở giữa vô, vô thường, giữa cái có không còn mất. Tại lòng người sống vậy, tại cái lòng của mình đó, nó sanh sự dữ lắm. Mà quý vị biết cái lòng mình nó sanh sự thì sự nó sanh. Đó, cái chỗ này mới quan trọng. Mà trong kinh Đức Phật ngày dạy á, trên cuộc đời này chỉ có cái sanh tử là sự đại thôi. Cần phải lo cái chuyện sanh tử. Chấm dứt cái sanh tử này nè. Tại vì còn sanh còn tử hoài, nó cứ trôi lăn trong cái vòng luân hồi này hoài. Thì Đức Phật ngày mới dạy cái chuyện quan trọng nhất của con người chúng ta cần phải làm là phải lo là cái chuyện sanh tử. Mà mình thì không lo cái chuyện sanh tử mà mình tối ngày đi lo cái chuyện sanh sự. Chuyện lớn thì mình không làm mà mình làm lớn chuyện không à. Sanh tử không lo mà lo sanh sự. Mà hễ sanh sự thì sự nó sanh. Đó, có quy luật nó vậy. Bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh. Nếu không sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày.
và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui, thoát vòng mà sự sinh. Sao cười? Thấy chánh định cái chịu đây cái biết cười. Đó là một hình thức tự giới thiệu tên mình á. Nhiều khi không biết sư này ông tên gì nữa. Có cái chữ chánh định cái sư chị. Thì trong cái nội dung mà chúng tôi nói cái phương pháp là gì? Hãy thử rèn chánh kiến. Quý vị chánh kiến là gì không? Là một trong bát chánh, chánh đạo. Mà bát chánh đạo là gì? Là đạo đế. Mà đạo đế là con đường dẫn đến gì? Diệt khổ. Đó. Mà chánh kiến là đi, đi đầu. Bây giờ phải thấy đúng, hiểu đúng, nhìn theo chân, chân đế. Còn mình nhìn theo tục đế rất là mình khổ dữ lắm. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Bây giờ tôi ví dụ nghe, chánh kiến là gì? Chúng ta hiểu được cái quy trình, quy luật. Chúng ta hiểu được cái quy luật tiến trình sanh tử luân hồi trong cái dòng sanh tử này. Thí dụ như bây giờ cái ai bắt nông dân bắt trồng một cái cây phơi mì, đến cái mùa thu hoạch thì bắt nông dân mới nhổ lên những củ mì. Và những củ mì này được thương lái họ mua, họ mua xong họ đem vô trong nhà máy họ bán. Nhà máy mới thu gom cái đó lại, cái bỏ vô trong một cái, đưa nhân viên đến, công nhân đến, bắt đầu mới cắt đầu lột da chứ. Rồi mới bỏ nó vô trong một cái máy xay, xay nó ra thành bột mì. Rồi bột mì nó đưa vô một cái tiến trình chế biến, ra thành những sợi mì. Rồi đóng gói thành những gói mì có hiệu là mì chay. Rồi mới đem ra chợ bán. Rồi Phật tử chúng ta mới mua về, rồi mới ăn. Sau khi ăn rồi cái bài tiết ra đất nước lửa gió, rồi đất nước lửa gió lại tiếp tục nuôi củ mì. Nó cứ như vậy mà nó tiến trình, hiểu không? Nó xây vần. Thì mình là cái chỗ nào trong đây? Có lúc thì mình cũng được nâng niu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Có lúc thì họ cũng bỏ phế mình, có lúc thì họ cũng cắt đầu lột da mình, có lúc thì họ bỏ mình vô máy nó họ sai. Cái tiến trình nó như vậy, nó cái lòng vòng. Rồi đất nước lửa gió lại tiếp tục nuôi củ mì, là củ mì lại đưa vô nhà máy chế biến ra gói mì, rồi gói mì lại cứ đi lòng vòng như vậy, hiểu không? Đó, hiểu như vậy đó. Bây giờ cái điều mà chúng ta cần phải hiểu trước là gì? Là chúng ta phải hiểu cái nhân quả trước. Không phải tự nhiên mà chúng ta ngồi ở đây đâu. Phải có nhân có quả nó mới ra đây. Mình là cái kết tinh của cái nhân quả của nhiều đời trước mới ra con người như thế này. Mình nhìn như vậy thì không có gì phải buồn. Cho nên chúng tôi hay nói vui một câu là biết đạo không buồn chuyện thế gian nữa. Biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản. Mà nghe lời Phật dạy thì sống an khang. Nhớ mình chúc nhau sống an khang, nghe mà không ai an khang á, tại không nghe lời Phật dạy. Biết đạo không buồn chuyện thế gian là tại sao vậy? Biết nhân quả rồi có gì đâu mà buồn, phải không nè? Cái gì cũng có nhân có quả hết trơn, đâu có dính dáng người ta buồn. Ví dụ như mình thọ cái nghiệp, cái quả này, thì mình thọ cái nghiệp của mình chứ mình đâu có thọ cái nghiệp của bà khác đâu. Mình sợ ta đi với nghiệp của ta mà. Nhận cái quả này là quả của mình chứ không phải của quả của bà cái bên. Mà nhân quả nó phân minh lắm, nó không có lộn xộn. Của ai nấy hưởng à, phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang à. Thì có gì đâu mà mình phải than phiền quán trách. Thấu nhân duyên rồi không có than phiền quán trách nữa. Ta sanh ra đời là để trả nghiệp, sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng. Tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy
Hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Mình có cái mâu thuẫn á, khi mình gieo á thì thiện cũng gieo, nghiệp thiện cũng gieo, mà nghiệp ác cũng gieo. Mà khi mà nhận quả thì mình cứ đòi nhận quả vui không, quả cũng có nhân thiện nghiệp không mà ác nghiệp không có. Thí dụ nha, kiếp này thì mình cũng có đi chùa tụng kinh, lâu lâu buồn buồn cũng chửi người này người nọ. Đời sau sanh ra thì cái phước tụng kinh nó có, thì cái nghiệp mà chửi người này người nọ cũng phải trả chứ, phải không nè? Khi mình chưa tu thì tối ngày mình có mong cái quả lành không à, mong cho mình được cái này được cái nọ không? Sợ bị nghiệp lắm, mà sợ rồi cũng phải trả. Phật dạy rồi, cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo.